được tài trợ bởi Spin Master. Vlad, anh đang làm gì vậy? Không gì cả. Anh có thể mở một cái cổng. Ý hay đấy. Hãy gọi Vlad và Nikki từ phía bóng tối. Em có thể giúp anh không? Được rồi, em có thể đến giúp anh. À, Nikki nhìn kìa, đó là Vlad và Nikki từ phía bóng tối. Nikki kìa, bla 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 bla. Bạn xấu, tôi tốt. Tốt, xấu. Hãy tạo nên giải đấu Bakugan để xem ai là người hay hơn. Hãy chơi Bakugan của chúng ta. Dạ. Đi thôi. Wow. Wow. Chà, đó là bộ sưu tập Genesis mới. Có 4 Bakugans, 2 Nanogans và 2 Bakugans ánh sáng. Tuyệt. Tuyệt vời. Wow. Em tìm thấy 3 người nữa. Chúng ta cần một đội để đánh bại những kẻ thua cuộc này. Yeah. Tuyệt. Những Bakugan này tuyệt thật. Wow, Shredder Ultra. Tốt. Wow, đó là từ bộ sưu tập Genesis. Tuyệt. Hả? Đó là một Bakugan ánh sáng mới. Thật tuyệt. Nikki, anh cũng muốn một cái. Có một. Wow, đây là một Bakugan yêu thích của tôi. Wow, có nhiều Bakugan hơn. Cá voi chiến binh, Sarut Ucha, Arion. Bây giờ tất nhiên chúng ta sẽ đánh bại những kẻ thua cuộc màu trắng đó. Đi thôi. Nikki, chúng ta sẽ có một bộ sưu tập khổng lồ. Yeah. Cố lên. Nikki, đây là phe đỏ của chúng ta. Nikki, đây là vùng đen của chúng ta. Yeah. Đây là đội đỏ của chúng ta. Đây là đội đen của chúng ta. Oh, wow. Tuyệt. Nikki, anh sẽ đi trước. Chấp nhận thử thách. Ha. Em sẽ thua. Anh sẽ thua. Anh là người chiến thắng, em là kẻ thua cuộc. Em là người chiến thắng. Bạn sẵn sàng chưa? Anh sẽ là nhà vô địch. Anh sẽ thua. 3, 2, 1. Trận chiến Bakugan. Yeah, em thắng. Em thắng, nhưng lần sau anh sẽ thắng. 3, 2, 1. Trận chiến Bakugan. Trận chiến Bakugan. Hãy làm lại. 3, 2, 1. Trận chiến Bakugan. Trận chiến Bakugan. Yeah. Chúng ta đã giành thêm một chiến thắng. Tôi không được thua. Thôi nào, bạn đã nhận được. 3, 2, 1. Trận chiến Bakugan. Trận chiến Bakugan. Cả 2 Bakugan đã được mở. Bây giờ chúng ta phải kiểm tra điểm số. Yeah. Nó có 600 cộng với 150. Vì vậy, anh nhận được 750. Em đã nhận được 550. Vậy anh thắng. 3, 2, 1. Trận chiến Bakugan. Trận chiến Bakugan. Bakugan ánh sáng của anh đã thắng. Tuyệt. 3, 2, 1. Trận chiến Bakugan. Anh sẽ thắng. Không, em sẽ thắng. Anh là một nhà vô địch, em là một kẻ thua cuộc. Em là người chiến thắng. Chúng ta phải nhắm mắt chọn ra 3 Bakugan. Wow, anh có một shiny. Tuyệt. Em chọn cái này. Wow, tuyệt. Wow, một Bakugan ánh sáng khác. Wow, em đã nhận được cái này. Wow. Wow, em đã nhận được cái này. Chúng ta sẽ sử dụng Bakugan ánh sáng. Vì vậy, chúng ta sẽ tắt đèn. Em sẽ thắng. Không, anh sẽ thắng. Để xem. Ồ, được. 3, 2, 1. Trận chiến Bakugan. Anh đã thắng. 3, 2, 1. Trận chiến Bakugan. Cả hai chúng ta đã được mở ra.
Chúng ta cần đếm điểm. Anh có 500, 300. Wow. Em có 1.600. Yeah. 3, 2, 1. Trận chiến Bakugan. Trận chiến Bakugan. Em có 1.100. Anh có 900. Yeah. 3, 2, 1. Trận chiến Bakugan. Trận chiến Bakugan. Anh nhận được 800. Em đã nhận được 1.200. Em thắng. Lần sau anh sẽ thắng. Yay, Nikki, chúng ta đã thắng, đập tay. Chúng ta thua. Họ gặp may thôi, chúng ta sẽ đánh bại họ lần sau. Yeah. Yeah. À, bạn có thấy các con của tôi không? Không, hãy tìm chúng. Ok. À ha, đó là nơi bạn đang ở. Đã đến lúc ngủ, đi thôi. Được rồi mẹ ơi, tạm biệt. Tạm biệt Nikki. Nikki, đó là một trận chiến tuyệt vời. Yeah. Đập tay. Cảm ơn Spin Master đã tài trợ và giúp chúng tôi tạo ra video này.